khổ độ chúng sinh cho các con mà sao các con nỡ đuổi ta đi? Căng là không ngờ tần gian là nỗi tạm mà như vậy, dám đuổi cái ta đi cả, thầy làm sao mà bật đỡ trên trời đây mà. Ta buồn lắm, ta đi đây. Chị nói là chị là Phật. Ta sẽ không độ cho ai ở đây nữa đâu. Ta không độ nữa đâu. Ta không độ cho các người đâu. Và những người đã xô đẩy ta, hãy nhận lấy, hãy nhận lấy nhé. Các con đúng là nghiệp quật. Hãy nhớ lấy. Hãy nhớ lấy là Phật, nhưng mà nói Phật lời là phải từ bi. Sao lại đẩy ta như thế? Sao lại đẩy ta như thế? Ta giáng xuống đứa bé này để ta truyền lại những gì ta biết. Thế mà còn dám xô đẩy ta ra khỏi. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Sao lại xô đẩy như vậy? Phật là phải từ bi, từ tâm. Chứ sao lại phải như vậy hả các con? Nhân sinh là như một, sao lại chạy nó thôi để nó như vậy? Buồn cho một kiếp nhân sinh, ta buồn lắm mà ta đi đây, ta không độ cho ai hết. Các con hãy tự gánh lấy, các con hãy tự gánh lấy. Ta nói thật, ta giáng vào đứa bé này. Buồn, buồn cho một kiếp người không có tình thương, thực sự là không có tình thương. Tu ở đâu? Phật là tu từ tâm, chứ đâu phải người ta đi cướp thành như thế này là đã thành Phật đâu. Các con nên nhớ đó. Có thể ở ngoài ở chợ người ta cũng sẽ thành Phật đấy, không phải là ở chùa mà thành Phật. Các con nên nhớ, Phật là tu từ tâm, tu từ tâm mình đây này. Đây, các con cứ tu ở tâm đi, là các con Phật sẽ chứng, chứ không phải là hào nhoáng màu mè mà là được thành Phật. Nghe chưa các con? Tu từ bụng rồi. Đang ở chùa mà thành Phật, các con nên nhớ, Phật là tu từ tâm mình đây này. Đây, các con cứ tu ở tâm đi, là các con Phật sẽ chứng, chứ không phải là hào nhoáng màu mè mà là được thành Phật. Nghe chưa các con? Đó là tu từ bụng rồi. Đang đi đây. Rồi, ấy gì vậy? Được chưa?